Google cho biết là trong thời gian tới thì họ sẽ gỡ quảng cáo ra khỏi giao diện Gmail của người dùng. Quyết định này tới từ bộ phận Cloud của Google. Định dạng bên trong quảng cáo của Gmail lướt qua nội dung email của người dùng là một loại quảng cáo gây tranh cãi nhất của Google từ trước tới nay. Tuy nhiên, quyết định gỡ bỏ quảng cáo này không phải do phía đội ngũ quảng cáo của Google đề xuất, mà do phía đội ngũ Cloud đưa ra, bởi họ đang hướng tới mục tiêu thu hút nhiều khách hàng là doanh nghiệp. Cụ thể Google sẽ bán ra thị trường gói phần mềm văn phòng có tên gọi là G Suite để cạnh tranh với đối thủ lớn nhất của Google là Microsoft. Với gói G Suite, người dùng sẽ không phải nhận những email quảng cáo như trong phiên bản miễn phí. Như vậy, đối với người dùng phiên bản miễn phí của Google, quảng cáo vẫn sẽ xuất hiện, tuy nhiên thay vì quét qua nội dung email của người dùng, quảng cáo sẽ được định hướng tới những thông tin cá nhân mà Google đã chọn lọc từ nguồn bên ngoài như công cụ tìm kiếm và YouTube. Kiểu quảng cáo xuất hiện dựa vào email của người dùng này đã từng dẫn tới những vụ kiện tụng đối với Google, và đây là một trong những chỉ trích nặng nề nhất đối với Google trong những năm đầu hoạt động. Tuy nhiên, những quảng cáo này lại giúp đưa ra những chọn lọc chiến lược cho những nhà nghiên cứu thị trường, giúp họ đưa ra các cách tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.